Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Hee-chun và Momo Twice đã chính thức xác nhận đang hẹn hò sau 3 lần dính tin đồn tình cảm. Tối qua, tờ Market News tiếp tục khiến cư dân mạng xã hội đảo điên vì tung ra tin đồn hẹn hò lần thứ 3 của cặp đôi cách nhau 13 tuổi là Hee-chun của Super Junior và Momo Twice. Đến sáng nay, SM Entertainment và JYP Entertainment đã đem tin vui đầu năm đến cho mọi nhà bằng cách xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa hai idol đình đám qua tờ eDaily. Không những vậy, công ty chủ quản từ hai phía cũng xác nhận thông tin trên là hoàn toàn chính xác. Label SJ đã đại diện cho Hee-chun xác nhận, Kim Hee-chun và Momo luôn là tiền bối hậu bối thân thiết, nhưng gần đây họ đã bắt đầu gặp gỡ nhau với cảm xúc tốt đẹp. JYP Entertainment xác nhận, sau khi tìm hiểu, chúng tôi xác nhận hai nghệ sĩ đã bắt đầu mối quan hệ tiền bối, hậu bối, nhưng gần đây họ đã bắt đầu có cảm xúc với đối phương và đang gặp gỡ nhau. Như vậy, Hee-chun, Momo chính là cặp đôi năm mới và công thần lần này không phải là Dispatch mà chính là Market News, một trang tin tức không mấy danh tiếng. Trước đó vào ngày 6 tháng 8 năm ngoái, Market News tiết lộ rằng cả hai đang yêu đương đã được 2 năm. Tuy nhiên, công ty chủ quản của cả hai là SJ Label và JYP Entertainment đã lên tiếng phủ nhận các báo cáo sai sự thật, không có cơ sở và nói rằng họ vốn là bạn bè thân thiết và có mối quan hệ tiền bối hậu bối mà thôi. Như thông tin mới nhất, cả Hee-chun và Momo vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm lãng mạn, dành thời gian cho nhau mặc dù lịch trình bận rộn. Dù ngành giải trí có nhiều sự cố và khó khăn, song cặp đôi vẫn ủng hộ sự nghiệp, giữ vững tình cảm dành cho nhau. Bắt đầu từ quan hệ tiền bối hậu bối, nhưng bây giờ họ đã phát triển thành người yêu của nhau. Được biết, Kim Hee-chun và Momo nảy sinh tình cảm từ năm 2017 sau khi xuất hiện chung trên một show truyền hình. Trên mạng xã hội, Kim Hee-chun luôn cập nhật ảnh chụp cùng đồng nghiệp nữ, do đó rất ít ai có thể đoán ra được người thương của anh là ai. Trong đó cũng có một số những ảnh chụp cùng Momo. Đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ VN Review. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.